Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Ở tập 1 thì các bạn đã biết Lucy muốn đi mua đồ chơi nên vào trong một cửa hàng đồ chơi. Nhưng mà không ngờ trong này nó bị một phép thuật ma ám nào đó mà nó bắt tất cả những người vào trong cái cửa hàng trở thành đồ chơi. Và Lucy đang trên đường chạy trốn thì bỗng nhiên xuất hiện con trùm, đó là con gấu bông khổng lồ. À, nó hút Lucy vào trong miệng nó rồi. Cứu, cứu Lucy, cứu Lucy. Nè nè Lucy, Lucy, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là con quái vật bằng bông, nó có thể chuyển động được luôn. Ủa, nó là đồ chơi mà. Thì bởi vậy mới gọi là quái vật. Bây giờ Lucy phải thoát ra ngoài nhanh lên, chứ không một hồi nó nuốt vô bụng, rồi trong bao tử nó tiết ra chất axit là nó sẽ tiêu hóa Lucy đó. Lucy sẽ biến mất mãi mãi. Hả hả hả, đợi Lucy tìm đường trốn ra. Ây da, cái hàm răng của nó chặt quá à, Lucy chui ra không được. Chui ra ngoài không được thì bây giờ mình chui thẳng vào trong. Trời ơi, cái này là cái gì vậy? Nó giống sợi dây điện quá à. À, thôi, Lucy chui vào con quái vật rồi, không biết cái món gì ra món gì đâu. Món nào cũng lạ đó, nên Lucy cứ chạy đi. Thiệt luôn chứ. Trời ơi, màu xanh màu đỏ, nó cứ chạy lên chạy xuống hoài kìa. Ôi, cái gì mà trắng nhất vậy? Hả? Có kìa, con quái vật bằng bông, nó ăn hamburger, nó ăn luôn cái xe đồ chơi, rồi có cái đầu lâu nữa chứ. Sao con này nó nguy hiểm quá vậy? Ê, từ từ nha. Bây giờ chạy đường nào đây các bạn ơi? Lucy, chui qua đây, chui qua đây. Ôi, anh áo xanh nữa nè, cảm ơn anh luôn theo Lucy, giúp đỡ Lucy nha. Ôi, từ từ đừng có cảm ơn, bây giờ phải lo vượt qua đây nhanh, càng nhanh càng tốt. Tại sao vậy? Anh có đặt sẵn một cái bom ở đây rồi, anh sẽ tiêu diệt con quái vật này giúp cho Lucy. Nhưng mà khi quả bom này nổ là Lucy cũng tiêu luôn á, cho nên Lucy phải chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt đi. Dạ, cảm ơn anh, anh cũng lo chạy đi nha. À, trời ơi, mình đã bị lừa, không được chạy vào cái đường xương sống ở giữa mà phải chạy hai bên mấy bạn ơi. Đây là cái xương lưng của con quái vật gấu bông hồi nãy đó. Rồi, bây giờ tìm đường nào đây ta? Chị Lucy, cảm ơn chị đã đợi em nãy giờ. Không sao, chị biết em cũng đang gặp nguy hiểm mà, nên chị đứng đây đợi em, để hai chị em mình cùng tìm đường thoát ra nè. Dạ, sắp tới mùa đông rồi chị, em phải mặc bộ đồ này cho ấm đây, rồi đi mua đồ chơi Noel, ai nhà đâu gặp chuyện à. Hai bạn, đừng đứng đó nói chuyện nữa, mau chạy nhanh lên, quả bom sắp nổ rồi. Ok, chạy liền. Chạy thôi chị ơi, trời ơi, cái nước axit màu xanh nó kìa. Ôi, tụi mình đang ở trong bao tử rồi hả? À. Ây da. À, cái axit này giúp tiêu hủy thức ăn giùm cho cái con đó nè. Nhanh lên, chưa qua đây. Ủa, ở đây là ở đâu nữa vậy? Trời ơi, mấy bạn tới chậm quá, nước đã tràn ngập ở đây rồi. Không sao. Tụi mình biết bơi mà, để mình bơi. Ôi, Racer. Không được chị ơi, cái nước này nó có hóa chất, mình rơi xuống là mình tẳng liền à, không bơi được. Em mới thử rồi đó. Đâu, đưa chị thử coi. Ui đúng rồi, nó có hóa chất, không bơi được. Ý, ở đây có cái nút màu đỏ nè. Trời ơi, màu đỏ nhìn cứ tưởng bức tường không à. À, khi mình nhấn cái nút màu đỏ thì nước nó sẽ rút đi, mình mới đi qua được. Trời ơi, làm nãy giờ hai chị em mình nhảy xuống thử bị dính nước hóa chất luôn à. Rồi được rồi chị, đi thôi chị, mình đến cái phần cuối cùng của cái con đó rồi. À, cái bộ phận cuối cùng là cái chỗ mà không nói thì ai cũng biết. Trời ơi, cái chân đụng cái giá, trời nó trơn quá vậy. Dạ, nó trơn nó mới đẩy mấy cái cục đó ra được chứ. Y có cái lỗ kìa. Rồi, tụi mình chạy qua bằng đường đó thôi. Ra. Trời ơi, mấy bạn có nghe tiếng ngáy không? Con quái vật nó đang ngủ quên, nên Lucy với Fraser mới chui ra ngoài được đó. Ê, mình âm thầm mình đi qua luôn đi. Giỏi quá, hai bạn ra thiệt là giỏi à. Cứ tưởng là bị con quái vật nó ăn, nó nghiền nát trong bụng luôn rồi chứ. Thoát rồi anh ơi, cảm ơn anh đã giúp đỡ nha. Chưa có xong đâu, bây giờ chúng ta phải hành động nhanh lên, để con quái vật đó nó thức dậy là mình tiêu đời đó. Bây giờ mình đang tới cái chỗ mà nhà máy sản xuất gấu bông, cho nên mấy cái cuộn len này nó nhiều lắm, mấy em cẩn thận để vướng vào cuộn len là bị bắt lại đó. Dạ, anh biết rồi. Trời ơi, con xì mới vướng vào cuộn len là tiêu đời mấy bạn, nghề quá. Trời, cây kim. Wow, cây kim nếu mai kìa. Ui, cẩn thận. Trời ơi, nó nhọn quắc luôn.
ra đây, ra đây. Hả? Có nguyên cây cầu luôn kìa. À chị ơi, em bị sơn xịt vô người rồi. Trời ơi, cái sơn này là cái sơn độc hại để sơn vô đồ chơi nè. Đồ chơi có hai loại nha mấy bạn. Một loại là nhựa dởm và một loại là nhựa tốt. Loại nhựa dởm á hả, họ làm xong rồi họ dùng sơn độc hại này nè, họ sơn lên nên mình mới thấy được đồ chơi màu xanh, màu đỏ, màu vàng đó. Loại đó rẻ tiền lắm mà cực kỳ độc hại luôn. Rồi Pfizer mới vừa bị xịt cái sơn đó đó. Đây 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 đây, cái loại sơn này nè. Em qua đây đi em. Đi từ từ thôi nha. Dạ dạ. Ui, cái này là cái gì vậy? Đây là cây đàn. Chỗ này sản xuất đàn nè. Chắc nhà em nhỏ nào cũng có cái đồ chơi này hết trơn á. Đâu đâu, đưa Lucy coi thử. Ồ đúng rồi, dùng cái cây gõ lên những cái phím đàn này nè. Ê, trời ơi, cái này nó sắp gãy rồi trời. Wow, mình vừa qua xong nó gãy hết luôn kìa Pfizer. Trời, nguy hiểm quá chị ơi. Ý, mình lại đến đồ chơi gì vậy? Đến đồ chơi A, B, C, D, E. Làm gì có ý chị ơi, có đi không à? quên. Yes, Lucy ơi, cửa thoát ra ngoài kìa. Bạn mặc đồ robot hồi nãy ra được rồi đó. Bây giờ chạy nhanh lên, chứ không còn mấy giọt gấu bông, nó thức dậy là tiêu đời. Ok ok, chạy. Các người nên chạy đi đâu đó, muộn rồi. Ôi không xong rồi, Lucy và Pfizer cẩn thận. Ta đã nuốt vào trong bụng rồi mà các ngươi vẫn còn sống để chạy ra. Thì ra canh lúc ta ngủ quên các ngươi đã thoát được. À tiêu rồi, từ mới vật xuất hiện. Bây giờ mình phải làm sao tiêu diệt nó đây, mình không có vũ khí. À đúng rồi, Lucy ơi, hồi nãy anh có đặt quả bom ở trong người con gấu bông á. Muốn kích hoạt quả bom nữa thì phải nhấn những cái nút màu đỏ này nè. Hả, anh cũng rảnh ghê á. Sao anh không có làm một nút thôi, mà anh làm nhiều nút chi cho bây giờ phải đi chạy đi nhắn vậy. Trời ơi, tại anh cũng là người thiết kế đồ chơi mà, anh muốn làm cho nó sống động và vui tươi. Ôi trời ơi, không thấy vui tươi đâu hết mà, thấy mệt rồi đó, mới nhấn được có một nút à. Ôi, hai nút, trời ơi, ổng bắn kìa. Wow, con gấu này nó bắn nặng chì. Cẩn thận. Ui, đâu rồi, mấy cái nút đâu rồi? Ba nút, đủ ba nút rồi. Sao có chuyện gì xảy ra vậy? À... Yeah, quả bom đã được kích hoạt rồi. Yeah, trời ơi, con gấu bông nó nổ ra, nó văng toàn là axit tông binh ra kìa. Ui, đen thui thò lùi à, mình đụng vô mình tiêu đời đó. Phải sơ, chạy ra ngoài thôi em. Nhanh lên, để cái cửa này đóng lại một cái là mình tiêu á. Trời ơi, ổn quá à. Em thấy đây nhiều đồ chơi xịn quá, em muốn mua quá à. Em mua về chơi. Không được, đừng có mua đồ chơi gì trong này hết á, đi ra đi rồi hai chị em mình đi qua cửa tiệm khác mình mua. Dạ. Thôi tiêu rồi mấy bạn ơi, cửa mở ra được rồi nhưng mà cái đường phố phía trước cửa tiệm bị chặn axit hết rồi, làm sao mình thoát được đây? Ô, rồi Pfizer đâu rồi? Đừng có nói là ở trọng lựa đồ chơi nha. Pfizer, nhanh lên em. Dạ, em đây này chị. Em định ôm một đống gấu bông rồi mà chị kêu quá nên em bỏ lại, em chạy ra luôn rồi nè. Trời ơi, thôi ra đi, chị mua đồ chơi cho, đừng có lấy đồ chơi trong cửa hàng đó. Đi nhanh, chứ chị thấy hình như chưa được an toàn lắm đâu. Dạ đúng rồi chị, em thấy sao mà axit nó chảy ra đầy đường á chị. Đúng rồi, nguy hiểm quá à. Ôi trời ơi, cảm ơn trời đất phù hộ cho hai bạn thoát ra được cái cửa tiệm đồ chơi quỷ quái đó rồi. Ngày xưa nó bán đồ chơi được tốt lắm luôn, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên có một con gấu khổng lồ xuất hiện rồi nó bắt mọi người, nên bây giờ lâu lâu mới có người vào trong cửa tiệm để mua. Anh phải đứng ở đây để anh canh để giúp đỡ những người đó đó. Thôi các em chạy nhanh lên, về nhà mau. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, mấy cái xe này á, nó bị chạm mạch luôn rồi. Nó bị điều khiển bởi một cái năng lực ma quái nào đó. Chạy, thôi chạy về nha, đừng để những chiếc xe này đụng nha. Ôi, ở đây không phải là axit pin nữa, mà nó là cái chất gì màu xanh xanh kìa. Thấy sao, chạy nhanh lên, đừng để những chiếc xe này đụng mình nha. Trời ơi, cái gì mà nó chạy tùm lum tà lá vậy? Chị ơi, nước trong những cái đường ống cứu hỏa nó chảy ra, nhưng mà nó bị nhiễm chất độc rồi, nó xanh lè à. Thì đó. Chị, qua đây đi chị, vào sở cứu hỏa đi. Chỗ cứu hỏa hả? Ủa, bây giờ mình đang cần chạy về nhà mà. Đi ghé qua chỗ chữa cháy chơi luôn đi chị. Không được, chị phải về nhà để báo cáo với ba mẹ đã.
chị đi từ sáng giờ lâu lắm rồi, ba mẹ ở nhà sẽ rất là lo đó. Để chị về nhà cái đã, rồi tí nữa chị quay lại nha. Dạ. Đó 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 đó. Yeah, cuối cùng Lucy cũng về được tới nhà rồi mấy bạn ơi. Ba mẹ ơi, con về nhà rồi, bây giờ cho con đi chơi một xíu nha. Bạn con rủ tới sở cứu hỏa để chơi. Ủa, anh Steven, anh cũng đến đây hả? Anh đến đây để coi Lucy về nhà có an toàn không đó. Dạ, em cảm ơn, em về nhà an toàn rồi. Thôi, em đi qua chỗ Pfizer em chơi với bạn em đây. Ok, bye bye Lucy. Bye bye anh. Đâu rồi, cái chỗ sở cứu hỏa nãy đâu rồi? Trời ơi, xe đụng mình luôn mới ghê chứ. Lo đi tìm Pfizer mà quên nhìn xe. Đâu rồi? Cái chỗ trạm cứu hỏa mấy bạn, là chỗ đó những chú lính cứu hỏa và xe cứu hỏa sẽ được ở đó. Rồi khi chỗ nào có bị cháy á, thì những chú lính cứu hỏa sẽ từ sở cứu hỏa chạy đến nơi đang bị lửa cháy để cứu á. Ôi, chỗ này đúng không? Chỗ cứu hỏa nè. Ôi, Pfizer ơi, chị tới đây. Ủa, chỗ này là chỗ để mình đi xin việc làm chú lính cứu hỏa mà. À, cái trò này mình đã chơi rồi mấy bạn ơi. Lucy đã chơi rồi. Các bạn đã xem chưa dạ? Lucy đặt tên nó là Lucy thử thách làm lính cứu hỏa đó. Các bạn nào chưa coi thì có thể mở lên coi lại nha. Còn trò chơi của game này đó chính là Escape the Toy Store Abby, chạy thoát khỏi cửa hàng đồ chơi. Thôi, video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.